tác động vật lý đấy đến cơ thể người ta là sai rồi. Với người đó không tố và không gây tổn thương nhiều thì sẽ không bị gì hết. Không báo công an, đến lúc công an phát hiện ra thì người đấy cũng bị xử lý. Dùng cồn để đốt một người khác gây thương tích cho họ thì cũng cần phải giám định cái tỷ lệ tổn thương. Cái người này chỉ chở đi thôi nha, rồi là bà kia bà nhảy vô bà cầm kéo bà cắt tóc rồi bà đâm tùm lum tùm la, khởi tố cả hai người tội cố ý gây thương tích đấy. Diễn đàn luật 360 kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận một chủ đề cực kỳ hot và hấp dẫn. Nhưng mà trước mắt mình sẽ giới thiệu sơ thành phần tham dự ngày hôm nay nha. Thì ở bên tay phải của Thảo là anh luật sư Lê Hồng Quang. Em chào anh Quang ạ. Xin chào quý khán giả, chào MC Như Thảo. Tôi là luật sư Lê Hồng Quang thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang là thành viên của công ty luật Hạnh Minh. Luật sư thạc sĩ Lê Hồng Quang thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, có thâm niên hoạt động pháp luật nhiều năm, lĩnh vực hoạt động hình sự, dân sự, hành chính, đất đai, thương mại, thừa kế, lao động, hôn nhân, hộ tịch, đầu tư, doanh nghiệp. Và cái anh là Chu Nhã My ạ. Xin chào mọi người, em là Chu Nhã My và công việc hiện tại của em là diễn viên. Ngoài ra thì em có làm về nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Và ngày hôm nay đến đây thì cũng được chắc là sẽ được học hỏi rất là nhiều ấy ạ. Cảm ơn My rất là nhiều. Còn bên tay trái của mình sẽ là luật sư Đặng Khoa Nam. Em chào anh Nam. Xin kính chào quý khán giả. Tôi là luật sư Đặng Khoa Nam, đến từ công ty luật Artemis. Luật sư Đặng Khoa Nam, công tác tại văn phòng luật Artemis, tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư vào năm 2010. Lĩnh vực hoạt động: dân sự, đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình. Rất là hân hạnh khi được chương trình mời đến diễn đàn luật 360 độ. Hy vọng là chúng ta hôm nay sẽ có một buổi trao đổi thật là cởi mở. Và ngồi kế anh hôm nay là thầy giáo Phúc. Xin chào chị Thảo, xin chào hai luật sư, xin chào My và xin chào tất cả quý khán giả. Em tên là Nguyễn Dương Phúc và hiện tại đang làm giáo viên và được các bạn biết đến nhiều hơn với biệt danh là thầy Phúc mắt nhíp. Và chủ đề hôm nay chính là nguyên hình vạn trạng cách đánh ghen. Xin phép đọc cái tình huống của chương trình ngày hôm nay ạ. Tình huống: chị X đánh ghen, dùng côn đốt bồ của anh chồng dẫn đến bị bỏng nặng. Trong trường hợp chị bị bỏng không tố cáo thì chị X có bị xử lý hình sự hay không? A. Không bị xử lý hình sự. B. Vẫn bị xử lý hình sự. C. Không bị xử lý hình sự nếu tỷ lệ tổn thương từ 11 đến 30%. D. Phạt tiền cả hai người vì đã gây rối trật tự công cộng. Nếu là em thì em chọn phương án 2. B là vẫn bị xử lý hình sự. Dạ vâng, tại vì cái này là mình đã tác động vật lý lên cái người bị hại rồi. Mặc dù là ta không báo công an, không có kiện tụng gì hết. Người kia nếu như mà không báo công an mà đến lúc công an phát hiện ra thì người đấy cũng bị xử lý vì đang bao che, em cảm giác như vậy. Rồi Phúc, đối với em, theo em thôi thì sẽ bị kiện nếu mà gây tổn thất nhiều và đặc biệt là cái chị kia phải kiện thì cơ quan mới vào cuộc. Còn nếu không thì mình sẽ nói chuyện và mình sẽ thương lượng, chỉ vấn đề thương lượng. Còn nếu không, cái người đó không tố và không gây tổn thương nhiều thì sẽ không bị gì hết. Chúng ta phải đặt vào một cái tình huống cụ thể. Ở đây nè, cái chị vợ này nè thực hiện cái việc dùng cồn. Cồn mà đốt lên người ta đó, thì không thể nào mà bào chữa là tôi biết nó không nguy hiểm. Tôi không thể biết được rằng là tôi chỉ đốt một cái ngón tay hay là đốt nguyên người. Nó phải mang tính chất cố ý. Tại vì cồn xăng là một trong những cái vật liệu nó cháy, mà đặc biệt đó là mình không thể control được, mình không thể biết được là nó sẽ cháy bằng một bàn tay hay nó sẽ cháy bằng cả một cái lưng cái người. Thì ở trong trường hợp này nó có một cái giả thuyết, mà nếu như không bổ sung thêm giả thuyết thì chúng ta sẽ không thể nào giải đáp được cái đáp án của cái tình huống này. Tại vì trong trường hợp này là luật quy định rất rõ, một số tội phạm chỉ bị khởi tố khi có đơn kiện của bị hại. Nó có 11 cái loại tội phạm đó. Thì trước đây cái tội cố ý gây thương tích đó, nó nằm trong cái phạm vi của cái loại tội phạm này. Tức là nó chỉ bị khởi tố khi có đơn tố cáo của cái người bị hại. Nhưng cái luật mà sửa đổi bổ sung trong 2015-2017 á, Bộ Luật Hình sự Việt Nam, thì cái tội cố ý gây thương tích nó đã rút ra khỏi cái điều kiện mà phải có đơn tố cáo của bị hại rồi. Đó, trong trường hợp này chỉ cần có một cái đơn vị nào đó mà họ biết được rằng cái người phạm tội rơi vào một trong những trường hợp sau thì họ vẫn sẽ khởi tố. Kể cả cái trường hợp đối với cái việc mà cái người thực hiện hành vi gây ra thương tật dưới 11% vẫn bị khởi tố luôn. Trước đây quy định là tội cố ý gây thương tích chỉ khởi tố khi cái thương tật của người bị hại nó trên 11%. Thì trường hợp bây giờ luật sửa đổi bổ sung, tại vì hiện tại giờ xã hội càng phát triển thì các cái mối quan hệ nó càng phức tạp, con người ta lại càng hung hăng với nhau hơn, thì luật pháp càng ngày càng phải minh bạch và rõ ràng, nó mang tính chất răn đe nhiều hơn. Cho nên cái chỗ này người ta điều chỉnh lại cho nó phù hợp hơn. Tôi bổ sung thêm như thế này này. Thì một số trường hợp, một số tội danh á, thì có yêu cầu khởi tố của bị hại thì cơ quan điều tra mới khởi tố. Nhưng mà tuy nhiên trong những trường hợp
mà giống như trong trường hợp này mà dùng cồn để đốt một người khác gây thương tích cho họ thì cũng cần phải giám định cái tỷ lệ tổn thương. Nếu như cái tỷ lệ tổn thương này mà nó trên 11%, không cần phải yêu cầu khởi tố của bên bị hại nữa. Bởi vì đây có cái chi tiết là dùng cồn để đốt. Cồn này nó thuộc cái dạng là hóa chất nguy hiểm theo cái điểm B khoản 1 điều 134. Mà khi anh đã sử dụng cái nguyên liệu này thì không cần phải có yêu cầu của bị hại. Nếu như tỷ lệ thương tật trên 11% thì không cần yêu cầu, cơ quan điều tra vẫn khởi tố. Em nghĩ My cũng giống em, kiểu như mà nãy giờ học hỏi rất nhiều kiến thức nha. Nếu em với My là người xem đài hiện tại nè, giống như là mình với My nha, đang là như hàng xóm nè. Ôi bà quýnh ghen kìa, có chừng là gì đi ở tù nha. Ở Bình Dương xảy ra một vụ như thế này, y chang bạn này nói luôn. Tức là bạn bè hàng xóm thân cứ nghe bà này ghen, nghe đâu là thằng chồng mày nó đang dắt nhỏ ra ăn bên kia, lấy xe chở đi. Cái người này chỉ chở đi thôi nha. Rồi là bà kia bà nhảy vô, bà cầm kéo, bà cắt tóc, rồi bà đâm tùm lum tùm la, khởi tố cả hai người tội cố ý gây thương tích đấy. Cho nên đôi khi khi mà gặp những tình huống đó thì những người bạn, những người thân nên kiềm chế. Đừng hùa theo nha, đừng hùa theo. Vậy là chốt lại cái chủ đề lần này thì là My là chọn đáp án B và Phúc là chọn đáp án C. Thì đáp án đúng là đáp án B là vẫn bị xử lý hình sự. Tại vì cái này là mình đã tác động vật lý lên cái người bị hại rồi. Còn mà đốt lên người ta thì không thể nào mà bào chữa là à tôi biết nó không nguy hiểm. Trước đây quy định là tội cố ý gây thương tích chỉ khởi tố khi cái thương tật của người bị hại nó trên 11%. Xã hội càng phát triển thì các cái mối quan hệ nó càng phức tạp, con người ta lại càng hung hăng với nhau hơn, thì luật pháp càng ngày càng phải minh bạch và rõ ràng, nó mang tính chất răn đe nhiều hơn. Mình với My nha, đang là như hàng xóm nè. Ôi bà quýnh ghen kìa, có chừng là gì đi ở tù nha. Bây giờ khép lại tình huống thứ nhất đi, mình qua tình huống thứ hai nha. Tình huống thứ hai đó là tình huống anh A 32 tuổi và chị B 18 tuổi đang cùng đi xe ô tô trên đường thì bị một xe ô tô khác và khoảng 3 xe máy chặn đầu. Vợ của anh A với chị dâu và mẹ ruột cùng với một số người khác yêu cầu anh A và chị B ra khỏi xe ô tô. Chị B bị những người này cắt tóc, lột hết quần áo, bị đánh ngay giữa đường và quay clip livestream tung lên mạng xã hội. Nếu bạn là chị B, bạn sẽ làm gì? A. Kiện ra tòa. B. Báo công an. C. Đến bệnh viện giám định thương tật. D. Gọi điện nhờ người chặn đường đánh trả thù. Nếu như em ở trong cái hoàn cảnh này thì em rất là run đấy, không biết làm cái gì cả. Thì nếu như em thì em có hai cái phương án giải quyết. Một là em sẽ trốn trước. Trốn trước? Em chạy trước. Còn không thì em sẽ báo công an. Còn nếu như có nhiều trường hợp thì em nghĩ là nếu như mà thiên về tâm lý của con người một chút thì có nhiều người ấy, nếu như mà biết là mình quen một người đàn ông đã có vợ rồi thì chắc chắn họ cũng sẽ thủ cái gì đó trên người, đúng không? Ôi trời, đúng không? Wow. Bác sĩ là mình phải phản kháng lại. Đó là ý tưởng rất hay, nhưng mà chị không ngờ là cần phải thủ đồ cho người đâu. Nhưng mà trước hết là mình phải báo công an trước nhá. Xong rồi mình đợi người ta đánh mình trước rồi mình mới phản kháng. Đúng rồi, mình phải đợi người ta đánh mình trước mình mới phản kháng lại, chứ không là mình đánh cái trước này là có chuẩn bị. Bị đánh có chuẩn bị. Em không biết gì hết nha. Em chỉ nói thêm suy nghĩ thôi. Ok, bây giờ nè, đi gửi đơn kiện, đi bệnh viện giám định, đi báo công an, đi kiếm người đánh trả thù, em chọn phương án nào? Em báo công an. Báo công an, dạ. Rồi mời Phúc ạ. Khi mà nghe chị Thảo chia sẻ về câu chuyện này á, thì em nhớ tới một câu khá là trend là xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, xin đừng quay clip, xin đừng đăng lên mạng. Đó. Kiểu đã ai làm gì đâu, đúng không Phúc? Đã làm gì chưa đâu. Làm gì hết. Em đã làm gì đâu. Đó. Nhưng mà tuy nhiên mà khi quay trở lại câu chuyện thì em sẽ hóa thân mình vào nhân vật B. Dạ. Nhưng mà em là một người khá là thượng tôn pháp luật, nên là em sẽ mình ngồi đó đánh đi, không chạy đâu, mình có cái tôi ngồi cho đánh luôn. Nhưng mà em sẽ đi giám định. Ủa, em sẽ quay lại đi giám định, có gì em sẽ lấy giấy đó em đi tố. Oh wow, công nhận là hai bạn này đầy tinh thần chiến đấu, đúng không hả hai luật sư? Để anh mở rộng cái câu chuyện này ra, anh đặt một số cái giả thuyết nho nhỏ. Ví dụ như cái giả thuyết mà đầu tiên á, là các em không biết, tức là trong quá trình chúng ta quen và yêu cái anh đó, hoặc là ngược lại em đang yêu một cái cô gái là có chồng rồi á, mà em không biết người ta có chồng. Vậy đi cho nó phù hợp với cái cái vai của mình. Okay. Anh có em làm cô gái cũng được, không sao, cho nó vô câu chuyện cũng được. Thì bây giờ trong trường hợp mà mình không biết, tức là mình là người vô tội. Mà một khi em đã không biết, em vô tội, em nằm ở trong cái thế bị động, đúng không? Chắc chắn em sẽ không biết gì hết. Vô tình chúng ta đang đi với người yêu của mình. Đến một cái rạp chiếu phim, hoặc là đi ra công viên, hoặc đi đến nhà hàng, thì bị ba bốn người nhảy vô quýnh túi bụi. Thì cái cách hành xử của em là em ngồi cho người ta đánh em, là anh cảm thấy nó không có hợp logic rồi đó. Bây giờ cho hai em trả lời lại trường hợp chúng ta. Trường hợp này chúng ta là người không biết nè, là người vô can nè, hoàn toàn là bị anh ta thu phục và họ thu hút lừa, mình bị lừa, bằng tình yêu. Thì bây giờ một trong hai em, anh nghĩ là bạn nam trả lời trước đi, tại vì hồi nãy em có nói với anh là em sẽ đứng im cho người ta quánh. Tính xứ xong rồi, sau đó là em lấy cái đó em làm bằng chứng để em tố cáo người ta. Thì bây giờ đặt ngược trường hợp, em là một người
hoàn toàn không biết gì cái người em đang yêu có gia đình hết, thì em sẽ xử lý tình huống đó như thế nào? Dạ, nếu về cái hoàn cảnh đó thì em sẽ là chị đó như thế này. Người ta đập tới đánh thì bất ngờ, thì tất nhiên là mình phải có chế độ phản kháng. Nếu mà người ta đánh bằng tay chân thì bình thường, còn nếu mà người ta sử dụng những cái dụng cụ và vật dụng nó ảnh hưởng tới mình thì mình phải là kháng cự làm sao cho nó bảo vệ được mình thôi. Tuy nhiên trên tinh thần làm sao mình vẫn giữ được cái tính mạng của mình đã. Dạ, về cái tổn thương hay gì nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ có giới hạn. Còn nếu mà nó làm cho mình nặng quá thì mình phải làm một cách nào đó để bảo vệ bản thân mình. Dạ, nhưng mà sau cùng đó em cũng sẽ lấy những cái bằng chứng đây mình tố lại. Tại vì là giờ có pháp luật mà. Biết em biết gì cũng tố cả. Dạ đúng. Biết em biết gì phải tố cả. Thế thì cuối cùng là nếu như Phúc là ông chồng thì sao? Dạ trời ơi, mình là phải có cái năm nhi vô là phải bảo vệ người đó đã. Mặc dù em chưa biết là mình đã ly dị với vợ hay chưa, câu chuyện mình chưa có bàn tới, nhưng mà khi đã đánh người phụ nữ của mình là mình phải bảo vệ. Khi đã đánh người phụ nữ của mình là mình phải bảo vệ. Vợ cũng là phụ nữ của mình luôn. Anh chen chỗ này, anh chen chỗ này. Bây giờ là em nói là nếu như mình là nam nhi, mình là người chồng, mình phải bảo vệ người đó đúng không? Vậy anh đố em trong trường hợp đánh ghen này thì em sẽ bảo vệ người nào để mà em bảo vệ được người đó? Em làm gì để em bảo vệ được người đó? Dạ, hiện tại cái hoàn cảnh nó xảy ra là có bên người thân của mình tới quýnh cái người kia bên cạnh mình. Thì vừa mình phải là bảo vệ bên đây mà vừa phải làm sao nó can ngăn ra cho hài hòa đôi bên. Có một sự thật là em càng bảo vệ người đó, vợ em nó sẽ càng quánh người đó đó. Em càng bảo vệ người đó, vợ em nó sẽ càng quánh người đó đó. Trời ơi. Đúng rồi. Người có kinh nghiệm có khác. Mình có kinh nghiệm này mà nên ăn. Dạ, phải học hỏi. Tại vì họ ghen thì cái tình cảm của họ nó đã bị ăn mòn rồi, cái lý trí của họ không còn nữa. Nãy giờ mình đang đưa lên cái cao trào rất là hay, phân tích từ nguyên nhân, từ tình huống và hậu quả nó như thế nào. Tôi nghĩ rằng nó rất là hay. Mình tập trung vào những cái đáp án mà như trong chương trình đã đưa ra á. Thứ nhất là bạn My ấy, bạn ấy chọn đáp án là một là bỏ chạy, hai là tố cáo công an đúng không? Còn bạn bên kia thì thầy giáo Phúc ấy, thì chọn cái trường hợp là cứ chịu đòn rồi sau đó lại lấy cái bằng chứng nó về tố cáo đúng không? Thế thì này, giữa hai bạn này thì có hai đáp án tương đối giống nhau, tức là đều đi tố cáo với công an đúng không? Còn bạn My thì thêm một cái phương án nữa là bỏ chạy trước. Thì tôi nghĩ đây nó cũng là một cái hình thức để mình thoát khỏi cái hành vi mà đang bị bạo lực, rồi sau đó mình sẽ tìm cách mình nhờ cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý, thì đó cũng là một tình huống tốt. Không phải là cái tình huống tối ưu nhất, nhưng mà trong trường hợp đó thì cũng nên tìm cách thoát thân suốt. Còn trường hợp ví dụ bị người ta tấn công dồn dập quá, mình chạy không kịp nữa, thì mình cũng có được quyền tự vệ phản kháng lại, điều đó điều mà pháp luật cho phép. Thì trong trường hợp này, phương án là báo công an thì mình thấy như vậy, phương án này là phương án hợp lý. Còn bạn nói rằng là cần bạn đến bệnh viện để giám định thương tật, thì thực ra mà nói thì trong cái phương án này đề ra thì nguyên tắc trong tố tụng là mình không được tự ý đi giám định thương tật. Cho nên mình không thử đến bệnh viện mà yêu cầu giám định thương tật được, bởi vì giám định thương tật phải được qua cơ quan giám định tư pháp, và người tiến hành tố tụng tức là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án thì mới quyền quyết định trưng cầu giám định, thì cái kết quả giám định nó mới có hiệu quả, mới có hiệu lực. Chứ còn mình đến đó thì không được. Đấy, thì các bạn lưu ý như chỗ đó. Đây là một thông tin rất là hữu ích. Đừng bao giờ đi bệnh viện trước, đi công an trước em ơi. Công an cho em đi bệnh viện thì cái đó mới có tác dụng và kết quả để sử dụng trong vụ kiện, bất cứ vụ kiện nào. Theo quan điểm của luật sư Nam á, thì sẽ tổng hợp hai cái ý kiến thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Ví dụ như trong câu chuyện này về đáp án á, thì chọn phương án B, tức là báo cơ quan chính quyền, cơ quan để mà bảo vệ cái quyền lợi cho mình. Nhưng mà nếu như tổng hợp được cái điều đó với cả cái yêu cầu của cả bạn Phúc và bạn My thì cái đáp án nó sẽ trọn vẹn hơn. Việc đầu tiên khi lâm vào cái tình cảnh nguy hiểm, mình phải bỏ chạy ra đã. Mình phải thoát ngay cái nguy hiểm tức thì. Phải chạy trước ạ? Chạy trước. Phải chạy thì không bị đánh. My giỏi ha. Chạy trước. Không, tức là mình phải đưa mình vào cái tình huống an toàn trước. Thật ra là em cũng không muốn tổn hại đến cái gì trên mặt mình. Ở góc độ là một người làm pháp lý thì luật sư Nam có quan điểm như thế này nè: đánh, đụng vô cái việc đánh là đã sai nè, cho dù cái hành vi đó nó có oan ức hay là có lý do gì mà anh xúc phạm đến người khác, gọi mình gọi chung bây giờ gọi là tác động vật lý đấy đến cơ thể người ta là sai rồi. Thế nghĩa là từ nhẹ đến nặng đều sai hết. Ví dụ như là giai đoạn nhẹ nè là chỉ ở mang tính chất là khủng bố tinh thần thôi, lấy hình ảnh của người ta đăng lên mạng đều về thông tin là nó đã xúc phạm đến nhân phẩm rồi nha, nó đã sai. Mà nếu như cao trào hơn một chút xíu, chặn đường đánh đường là nó cũng sai. Như vậy trong trường hợp này, về bất cứ giá nào khi mà ghen lên thì dùng bạo lực là sai. Cho nên á, nếu như ở góc độ là một người làm pháp lý thì có một cái lời khuyên như thế này nè: anh chị nào đang rơi vào tình cảnh mà chồng hoặc vợ mình đang có cái mối quan hệ ngoài luồng thì chúng ta nên chọn cái phương án là giải quyết tại gia đình. Nhưng thực tế để áp dụng được cái điều này vô trong cuộc sống nó lại cực kỳ khó khăn. Tại vì con người mà nó sẽ có cái sự ghen tuông. Em có một câu hỏi.
ngoại tình có phạm pháp không ạ? Đương nhiên. Là mình có luật không, cho ngoại tình không? Không, để tôi trả lời như thế này này. Về khoa học pháp lý ấy, thì kể cả là hình sự hay dân sự cũng không có cái từ ngôn ngữ nào người ta là ngoại tình. Và người ta cũng không có gọi là đánh ghen. Đó là chỉ từ dân dã bên ngoài ấy, mình hiểu được. Ví dụ đánh ghen chẳng qua là ví dụ là một người nào đó người ta cho rằng là cái hạnh phúc người ta bị người khác xâm phạm, thành ra người ta đi để mà người ta đòi hỏi để ngăn ngừa cái việc mà xâm phạm đến hạnh phúc người ta, và khi đó người ta có những cái phản ứng thái quá bằng bạo lực thì gọi là đánh ghen. Và ngoại tình cũng vậy, ngoại tình thực ra mà nói thì như tôi vừa nói đó, nó có ba hình thức xử lý. Một là hình sự, nếu như trong hình sự thì gọi là tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, đấy là cái tội trong hình sự. Còn trong dân sự thì có cái nghị định của chính phủ để xử phạt về cái hành vi này, có nghĩa là người ta định nghĩa rằng đây là cái hành vi chung sống như người, với người khác như vợ chồng trong khi mình đang có quan hệ hôn nhân hợp pháp, thì đấy là cái hành vi đó. Còn về vấn đề giữ giống như người ta xử lý về mặt kỷ luật, tức là trong cơ quan đơn vị nào đó anh vi phạm đạo đức lối sống này, vi phạm thuần phong mỹ tục này, thì người ta xử lý kỷ luật, chứ không hoàn toàn không cái từ ngoại tình hoặc đánh ghen ở đây. Bạn My là người giành chiến thắng vì bạn My đã chọn được đáp án là báo công an B là đáp án chính xác nhất theo với tư vấn của hai luật sư của chúng ta. Còn bạn Phúc là sai rồi em ơi, em bất cả giám định của bệnh viện phải có công an cho phép thì mới có tác dụng. Em mới biết luôn á. Cái này rất là hay, tính ra là qua cái tình huống vừa rồi mình đã học được một điều rất là hữu ích đó. Việc đầu tiên khi lâm vào cái tình cảnh nguy hiểm, mình phải bỏ chạy cái đó. Mình phải thoát ngay cái nguy hiểm, đụng vô cái việc đánh là đã sai rồi. Cho dù cái hành vi đó nó có oan ức hay là có... Đến lý rồi thì mà anh xúc phạm đến người khác, gọi mình gọi chung bây giờ gọi là tác động vật lý đấy, đến cơ thể người ta là sai rồi. Lấy hình ảnh của người ta đăng lên mạng, đưa về thông tin là nó đã xúc phạm đến nhân phẩm rồi nha. Khi mà ghen lên thì dùng bạo lực là sai. Anh chị nào đang rơi vào tình cảnh mà chồng hoặc vợ mình đang có cái mối quan hệ ngoài luồng thì chúng ta nên chọn cái phương án là giải quyết tại gia đình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến tới tình huống thứ 3 của ngày hôm nay. Tình huống: chị B phát hiện chồng ngoại tình với chị C, bắt tại trận hai người này trong nhà nghỉ. Trong lúc nóng giận, chị B đã xông đến giật tóc, đánh, tát chị C. Sau đó chị C đã cầm hung khí đánh trả lại chị B dẫn đến nhập viện. Trong trường hợp này, chị C sẽ bị xử lý thế nào? A. Bị xử lý về tội làm nhục người khác. B. Bị xử lý về tội cố ý gây thương tích. C. Không bị xử lý hình sự. D. Cần giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể mới có căn cứ xử lý. Trời ơi, căng quá chị ơi. Nhưng mà nếu như gặp em thì em sẽ xử lý em chồng. Nghe hai luật sư Quang và luật sư Nam mãi giờ nói là không có đánh ai hết. Lại một người lý thuyết. Tại vì trong câu chuyện này á là thực sự là nói cho bé My nghe như thế này nè. Trong cái mối quan hệ vợ chồng á, khi mà người phụ nữ họ ghen chồng họ đó là họ chỉ muốn ăn thịt cái con bồ thôi. Chứ kêu mà đánh ông chồng thì hầu như là sẽ không có đâu. Cho ví dụ như My nói là My sẽ xử lý chồng My, đây là anh Nam nói luôn là lý thuyết. Nên lưu cái chương trình này lại khoảng tầm 50 năm sau để mà mình biết được rằng cái suy nghĩ mình có khác hay không. Ôi ơi, tại vì anh nghĩ là trong tương lai mà khi ví dụ như may mắn đi ha, bồ hoặc là ông chồng em có bồ, em nên nhớ cái điều này là may mắn nha. Tại vì sao em biết không? Cái cảm xúc ở trên thế gian này không phải ai cũng có thể trải qua hết. Mà khi mình trải qua được một cái sóng gió để mà mình chiêm nghiệm được cuộc đời thì đây cũng có thể là một cái hình thức may mắn nào đó. Em thích cái tích cực của anh lắm. Đúng rồi. Nãy giờ em bị mông lung. Tại vì này em tổng hợp cả luật sư Quang và luật sư Nam. Hồi nãy hai luật sư có nói là đã sử dụng những cái hung khí, có nghĩa là bạn đã cố tình rồi, và những cái sử dụng vật nguy hiểm á thì nó sẽ ảnh hưởng tổn thương đến người ta rất là nhiều. Cái số 2 á, nếu mà hai người sống như vợ chồng thì nó khác, còn như mà đi nhà nghỉ thì nó khác. Nhưng mà em nghĩ là nếu bạn rơi vào tình trạng và nên đi báo công an và xác định có gây tổn thương nhiều hay không thì mình mới xác định cứu được. Nè cô Rê. Dạ. Con Mỹ thì sao? Khi mình vô trong nhà nghỉ và mình đánh thì nó sẽ làm loạn chỗ đấy lên, thì chắc chắn là người quản lý đã sẽ báo công an. Thì khi công an tới thì em nghĩ đây sẽ là quy vào cái tội cố ý gây thương tích. Là cô B là cố ý gây thương tích, là cố ý hành hung đó. Dạ. Rồi cô B, em mời hai luật sư cho ý kiến của mình và phân tích xem là hai bạn, bạn My và bạn Phúc thì bạn nào đúng ạ? Trong tình huống này thật sự mà nói, nếu như mà nói My sai á thì nó cũng hơi oan cho My. Thực tế mà nói trong câu chuyện này, cái đáp án của bốn cái đáp án này thì Nam sẽ loại thẳng cái đáp án A là làm nhục người khác, rồi là không xử lý hình sự là đáp án C là Nam sẽ loại. Nhưng mà nói là xử lý vì tội cố ý gây thương tích và cần giám định cái tổn thương cơ thể mới xử lý, tức là B và D nó đều có cái yếu tố đúng của nó. Cho nên là trong cái câu chuyện này thì mình phân tích nè, ví dụ như khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp mà chúng ta cần phải dùng bạo lực với nhau, chỉ cần chúng ta dùng bạo lực là chúng ta đã có khả năng sẽ bị khởi tố hình sự về tội cố ý gây thương tích, không phải vì lý do gì hết.
Chỉ cần trong xã hội mà chúng ta hai người lao vào nhau đánh nhau là có khả năng đã bị khởi tố cái tội cố ý gây thương tích rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng nó sẽ có những cái tình tiết, ví dụ như trong trường hợp chúng ta dùng hung khí gây thương tích, hoặc chúng ta dùng tay, hoặc là chúng ta đi hai người, hoặc đi ba người, hoặc là có bàn trước, tức là mọi cái yếu tố đó đều sẽ là cái cơ sở để chúng ta khởi tố. Thì cái đáp án D này nè của Phúc á, là cần giám định tỷ lệ thương tật mới có cơ sở để xử lý. Thì đây chỉ là cái cơ sở để xử lý thôi đó. Nhưng mà nhìn vô đó đó, chúng ta thấy được là có dùng hung khí đánh nhau nè, bao nhiêu phần trăm tôi chưa biết đó. Thì cái hung khí này nó ở đâu? Anh chuẩn bị ở nhà hay là vô tình anh lụm được tại ngay hiện trường? Hai hành vi nó lại quyết định cái việc, trong luật đó nó có những cái chi tiết đó mà người bình thường chúng ta sẽ phải học thì chúng ta mới biết được. Thì ví dụ như đây mình thấy là vợ của cái ông đó đánh ghen vô bụp, vô tình là bà này bà mạnh hơn, bà khỏe hơn, tại vì ông chồng ông nuôi tốt hơn, nuôi bồ lúc nào cũng tốt hơn, cho ăn nó khỏe hơn, thì bắt đầu nó bật ngược lại, nó quýnh bà vợ chàm bẹp luôn. Mà bây giờ cũng có đi bệnh viện nè, cũng có này có kia, thì trong trường hợp này thì anh nghĩ là hai bạn sẽ đều là đúng á. Hai bạn này sẽ đều đúng á. Luật sư Quang thì sao ạ? Anh Quang phân tích sâu hơn cho các bạn có thể nắm rõ hơn chỗ này. Trong trường hợp nói như luật sư Nam thì tôi cũng đồng ý. Bởi vì cái tội mà bị cố ý gây thương tích thì nó cũng có phần đúng. Mà cái yêu cầu cần phải giám định tỷ lệ tổn thương thì mới có căn cứ xử lý thì nó cũng đúng. Mà nếu mà lựa chọn thì tôi lựa chọn theo đáp án của bạn Phúc, là cần phải giám định tỷ lệ thương tật. Bởi nguyên tắc ở trong này người ta đã cầm hung khí người ta đánh, nhưng mà vấn đề là cái hung khí đó nó phải xảy ra cái tỷ lệ thương tật bao nhiêu. Nếu như thương tật đó mà trên 11% thì không yêu cầu của bị hại. Nếu như thương tật đó dưới 11% thì lại phải có yêu cầu của bị hại thì mới là khởi tố được. Cho nên là cái vấn đề cuối cùng mà nguyên tắc khi mà cái tội hành hung gây thương tích người khác là anh phải giám định tỷ lệ thương tích thì anh mới xử lý. Nếu chưa có kết quả giám định thì không thể xử lý được bất cứ một cái vụ án hình sự nào. Ở trong trường hợp này thì tôi nghiêng về cái đáp án là cố ý gây thương tích trong trường hợp vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng. Bởi vì cái cô này đang bị người khác tấn công thì người ta có quyền tấn công lại với một mức tương xứng để chống trả và ngăn chặn cái hành vi đó. Đúng rồi. Nếu như mà anh tấn công quá thì trở thành là vượt quá cái mức mà giới hạn cho phép. Tuy rằng đề bài là đang nói và phân tích các vấn đề khi xảy ra đánh ghen và chúng ta đạt các tình huống, thì rõ ràng chúng ta đang mong mỏi là chúng ta xử lý các cái vấn đề ghen tuông trong xã hội bằng một cái cách văn minh. Ở đây nếu như một cái cuộc hôn nhân nó không hạnh phúc, có nghĩa rằng hai người không còn nhìn về một hướng nữa, họ không còn yêu thương nữa, thì nó có hàng vạn cách để xử lý. Chứ không phải là chúng ta đè cái tình địch của chúng ta để chúng ta hành hạ về mặt thể xác của họ, hoặc là đưa họ lên trên mạng hành hạ về mặt tinh thần của họ. Kết thúc một cái cuộc hôn nhân, nó còn trách nhiệm về con cái, về cha mẹ hai bên, về cả các mối quan hệ xã hội. Việc đầu tiên các bạn phải chữa, xoa dịu, đó là cái vết thương của tâm hồn bạn. Phải tìm ngay đến một bác sĩ tâm lý. Cái việc đó là trong cái cách xử lý nó đã có là như thế. Tại vì khi chúng ta bị cái sự ghen tuông ăn mòn cái lý trí, chúng ta sẽ làm bất cứ cái điều gì mà chúng ta không bao giờ kiểm soát được. Thì nếu như ở Việt Nam mà hiện tại chưa có phổ biến vấn đề mà chúng ta tìm đến bác sĩ tâm lý, hãy điện cho Nam. Hãy điện cho Nam. Trời ơi, xe quá trời xe rồi. Em mời anh Thượng, em mời luật sư Hà Quang. Tôi bổ sung thêm cái vấn đề như là MC Như Thảo vừa đặt ra. Nãy giờ thì bạn Nam bạn rất là hiểu biết về tâm lý, về vấn đề xã hội. Của tôi thì tôi nói về vấn đề luật pháp nhiều hơn. Thì trong trường hợp này á, thì mình rất có nhiều cái tổ chức, nhiều cái căn cứ để mà mình nhờ cậy tới để hỏi giải quyết vấn đề này. Khi xuất hiện trường hợp vợ chồng ngoại tình như vậy thì trước mắt là giống như bạn đã nói là nhờ đến bạn thân, nhờ đến gia đình thế này thế kia. Khi về các hội đoàn đó là bây giờ là có đoàn thanh niên, có hội phụ nữ này, hội cựu chiến binh này, thì mình hãy nhờ những cái tổ chức đó người ta tác động trước. Và nhờ đến cơ quan cấp phường xã, người ta sẽ tổ chức buổi hòa giải theo cái luật hòa giải cơ sở. Nếu như mà người ta không thay đổi được đó thì có thể mình làm đơn tố cáo. Và hình thức tố cáo này, bước đầu tiên nếu như có chứng cứ ngoại tình thì Ủy ban nhân dân cấp phường xã sẽ có thẩm quyền để xử phạt. Còn trong mọi trường hợp lại không được dùng bạo lực để mà đi đòi hỏi lại cái hạnh phúc của mình. Cái điều đó là hoàn toàn tránh. Dạ rồi, cảm ơn hai luật sư. Chỉ cần chúng ta dùng bạo lực là chúng ta đã có khả năng sẽ bị khởi tố hình sự về tội cố ý gây thương tích. Trong trường hợp chúng ta dùng hung khí gây thương tích, hoặc chúng ta dùng tay, hoặc là chúng ta đi hai người, hoặc đi ba người, hoặc là có bàn trước, tức là mọi cái yếu tố đó đều sẽ là cái cơ sở để chúng ta khởi tố. Thì việc đầu tiên khi chúng ta lâm vào một cái tình huống chúng ta không có đáp án và chúng ta đang bị lẩn quẩn trong cái nỗi đau đó, việc đầu tiên các bạn phải chữa, xoa dịu, đó là cái vết thương của tâm hồn bạn. Phải tìm ngay đến một bác sĩ tâm lý. Tại vì khi chúng ta
bị cái sự ghen tuông ăn mòn cái lý trí, chúng ta sẽ làm bất cứ cái điều gì mà chúng ta không bao giờ kiểm soát được. Mình có những cái hội đoàn giống như là khi xuất hiện trường hợp vợ chồng ngoại tình như vậy thì trước mắt là giống như bạn đã nói là nhờ đến bạn thân rồi đến gia đình thế này thế kia. Thì về cái hội đoàn đó là bây giờ là có đoàn thanh niên này, có hội phụ nữ này, hội cựu chiến binh này, thì mình hãy nhờ những cái tổ chức đó người ta tác động trước. Và nhờ đến cơ quan cấp phường xã, người ta sẽ tổ chức buổi hòa giải theo cái luật hòa giải cơ sở. Có chứng cứ ngoại tình thì ủy ban nhân dân cấp phường xã sẽ có thẩm quyền để xử phạt. Còn trong mọi trường hợp lại không được dùng bạo lực để mà đi đòi hỏi lại cái hạnh phúc của mình. Cái điều đó là hoàn toàn tránh. Khi mà bạn phát hiện ra rằng đối tác của mình có một cái hành động không chung thủy nữa thì việc đầu tiên phải suy nghĩ là nhìn lại mình có muốn tiếp tục với đối tác nữa hay không. Nếu như mình muốn tiếp tục với họ thì mình bắt buộc phải bỏ qua và chấp nhận cái chuyện này, tại vì con người sẽ không thay đổi và tốt nhất chúng ta đừng biết. Còn nếu như mình quyết định rằng mình không tiếp tục được nữa, mình bắt buộc phải dừng câu chuyện này lại thì sao? Bảo vệ quyền lợi của bản thân, xem lại coi là hai người có cái tài sản gì chung, hai người có con gì chung hay không, hay được làm gì chung với nhau, và làm sao tính toán làm sao để bảo vệ quyền lợi cho mình và con mình tốt nhất có thể. Đó là lời khuyên dành cho những cái người mà có thể bình tĩnh được thôi. Mong hai luật sư có thể cho các bạn ngoài kia, những người mà đang rất là tức giận và không có kiểm soát được bản thân á, một cái lời khuyên, một cái lời cảnh tỉnh, một cái lời cảnh báo nào đó, là nếu như chúng ta nghĩ rằng tôi có quyền đánh một cái người họ giật chồng của tôi có quyền hành xử kiểu đấy, tại vì ở ngoài kia xã hội đều làm như thế, rất là nhiều chuyện đánh ghen trên mạng xã hội. Lời khuyên của luật sư Nam như sau. Thực tế á, nếu như chúng ta không kiềm chế bản thân mình để dẫn đến việc mà chúng ta đi đánh ghen thì chúng ta chắc chắn một có thể là sẽ rời xa cái mái ấm yêu thương của mình, những gì chúng ta đang muốn gìn giữ chúng ta sẵn dâng hai tay cho bên đối phương luôn. Cho nên trong trường hợp này thì dù cái gì đi chăng nữa cũng phải bình tĩnh, hãy rời xa cái nơi làm cho mình đau, rời xa. Tại vì tuy rằng rất là khó, đang biết đây là lý thuyết nha, nhưng nó là cái cách duy nhất các bạn có thể vượt qua sớm nhất cái việc mà các bạn đang bị đau khổ. Và đặc biệt nữa là đừng bao giờ để mình ở một mình, tại vì khi chúng ta lâm vào cái tình cảnh mà bị ghen á, nó chỉ có ba cái đáp án mà mình có thể chọn thôi. Một là mình coi như không có chuyện gì xảy ra, điều này rất khó để làm. Hai là mình làm tổn thương cái người làm cho mình đau, đúng không? Mình sẽ làm tổn thương họ. Mà nếu như mình làm tổn thương họ, nó sẽ xảy ra hai cấp độ. Cấp độ nhẹ là mình làm nhục họ, làm khó, làm dễ họ. Cấp độ nặng là mình đến mình làm cho họ đau về mặt thể xác, thì chúng ta có thể sẽ vướng vào lao lý. Và cái cách thứ ba là cái cách mà có thể mình làm được luôn, là mình làm đau mình. Có những người họ chọn cái phương án đó, họ làm đau bản thân họ nha. Đó cũng là một cái cách để mà họ có thể bước qua cái nỗi đau của họ. Thì khi họ đau á, họ dồn hết tất cả lỗi lầm về họ, đổ lỗi lên bản thân. Tại vì chính mình mà không tha thứ được cho mình thì mình không tha thứ được cho ai. Thì cái cách mà mình làm đau và tổn thương mình là cái cách mà rất nhiều bạn dùng nó để vượt qua. Đấy. Dạ, con là lời khuyên của luật sư Hồng Quang. Riêng về tôi ấy, thì tôi chỉ nghĩ đơn giản như này này. Về cái vấn đề tình cảm á, nó rất là thiêng liêng. Quan hệ vợ chồng nó rất là thiêng liêng. Từ tình yêu cho đến hôn nhân, mà không ai muốn chia sẻ cho ai cả. Tài sản có thể chia cho nhau, cho anh, cho em, cho cha, cho mẹ, bạn bè, nhưng tình yêu, tình cảm thì không. Cho nên là ai cũng ghen cả. Nãy giờ mình đang đưa vấn đề là phụ nữ đánh ghen thôi, còn đàn ông thì đánh ghen cũng giữ được cơ. Ôi, ai cũng ghen chứ cả. Dạ? Nhưng bây giờ lời khuyên của tôi như này này, ghen thì ai cũng ghen, nhưng đừng đánh. Ghen thì ai cũng ghen, nhưng đừng đánh. Thế thôi. Đừng đánh nhau, đừng cãi nhau. Bản thân em và My là những người chưa có gia đình. Em đang nói chuyện về khía cạnh là chủ gia đình. Thì hai luật sư và chị Thảo cũng đã đem lại rất là nhiều cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm và những bài học cho em và My. Và đây cũng là bài học hữu ích trong cuộc sống dành cho quý vị. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn là đánh ghen một cách xanh sạch đẹp. Rồi, xin mời My. Cách tinh minh đấy ạ. Vâng, thì ngày hôm nay em ở đây thì em cũng muốn cảm ơn luật sư Nam và luật sư Quang. Thì em đã được học hỏi rất là nhiều. Để sau này khi mà mình lập gia đình rồi, mình lỡ có rơi vào trường hợp đấy thì chúng ta phải bình tĩnh, kiểm soát được những cái hành động mà bản thân làm. Và nên lắng xuống để xem coi là mình sẽ làm gì tiếp theo. Không nên đi đánh nhau xô xát như vậy, tại vì để lại những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Và xin cảm ơn rất là nhiều. Và mình xin phép đúc kết lại cái chương trình ngày hôm nay. Đó chính là làm sao để đánh ghen cho đúng. Thì ở đây chúng ta không khuyên là bạn hãy đừng đánh người ta, hay bạn hãy đừng làm gì cả, bạn hãy chịu đựng nỗi đau đi. Bạn là nạn nhân chẳng hạn, như đừng như thế. Chúng ta có quyền là bất cứ điều gì, chỉ là đừng tác động vật lý, phải đánh ghen một cách thông minh hơn. Kêu gọi đoàn thể, kêu lên để kỷ luật hay gì gì đó, chứ đừng dùng
đừng dùng bạo lực, đừng đánh ghen bằng bạo lực. Cái đó hoàn toàn rất là sai và tuyệt đối không được làm. Và chương trình Diễn Đàn Luật 360 rất là cảm ơn luật sư Quang, cảm ơn My, cảm ơn luật sư Nam và cảm ơn Phúc rất là nhiều. Chủ đề rất là hay đúng không ạ? Dạ. Và Diễn Đàn Luật 360 xin phép được kết thúc ở đây. Hẹn quý vị khán giả chương trình tiếp theo. Diễn Đàn Luật 360 được đồng hành bởi công ty luật YBS và phát sóng vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần trên MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại.